Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Yeah. Chuyện là tối hôm qua mình có hẹn may mồn sáng nay đi ăn sáng, và việc đó đã khiến cho mình nảy ra một ý tưởng rằng tại sao mình không làm một cái video countdown. Hiện tại thì mình chưa nghĩ ra một cái tên gì khác, nên là mình sẽ gọi đó là đếm ngược ngày ra trường nhỉ. Từ bây giờ đến hôm tổng kết là còn 5 ngày nữa. Thế nên các bạn hãy theo chân mình đi hết 5 ngày đó nhé. Chúng mình sẽ ăn bún chả, món ăn quen thuộc của mình vào mai mồn. Tại vì bọn mình đã thi học kỳ xong rồi, cũng như là các thầy cô đã làm điểm xong, nên bây giờ các tiết học chỉ để bọn mình ngồi tự ôn cho kỳ thi tốt nghiệp á. Hey, che nắng Lincoln nè. Mọi người học bài chăm chỉ quá ha, không ai như mình hết á. Cuối cùng thì quyển photobook của lớp mình đã về rồi nè. Bọn mình sẽ có hai quyển ghi yếu, một quyển của trường và một quyển thì lớp mình tự làm. Nếu các bạn để ý thì ở trên nền tất cả mọi người mặc áo cử nhân, có một người màu trắng. Yeah, đó chính là mình. Không hiểu vì sao mình không có cái ảnh áo cử nhân riêng ấy, nên là các anh đã lấy tặng một ảnh áo dài của mình, khiến cho mình thật nổi bật như vậy đó. Mình phải mở một tay nên là hơi khó một tí. Là ra chơi và mình sẽ xuống dưới tầng để mua hồ sơ cho em Lincoln. Update thêm thông tin một tí thì em Lincoln đã đỗ rồi nha cả nhà. Không hiểu làm video kiểu gì mà quay từ lúc người ta mua hồ sơ đăng ký cho đến khi đỗ vào rồi mình vẫn chưa edit xong cái video. Buồn thay cho sự lười biếng của mình. Không, nhưng mà mình nghĩ là tại vì mình phải bận thi á, nên là chắc chắn là thi xong thì cái video này sẽ được xuất thôi. Yeah. Dừng lại một tí nào. Mình nghĩ là đã có một con muỗi nào đó đốt vào mồm mình vào tối hôm trước nhỉ. Không phải vấn đề gì nhưng mà mình rất buồn ngủ các bạn ạ. Tại sao lại thế à? Mới tiết 2 thôi nhưng mà mình đã ngáp như nghiện thế. Xin chào các bạn, hôm nay là thứ ba, còn 4 ngày nữa trước khi ra trường. Và hiện tại thì mình đang muộn học. Vậy nhé. Mình tới trường rồi nè, không hiểu vì sao nhưng mà mình vẫn đến sớm ý.
Mình định thu âm trực tiếp cơ nhưng mà lớp mình ồn quá nên là thui. Mình đang học bài đó cả nhà. Học bài đó. Trời ơi mừng phát khóc. Các bạn hãy ghi nhớ hình ảnh này nhé. Bởi vì từ bây giờ đến cuối cùng video, có nghĩa là tầm 3 ngày nữa, các bạn sẽ không được thấy mình học đâu. Yes, mình sẽ tận hưởng quãng thời gian cuối cùng được ngồi trên ghế nhà trường. Yeah. Trong mặt mình khó tiêu thật sự ý, kiểu kiến thức lúc này không thể nào vào đầu mình được nữa. Nhưng mình vẫn cố gắng nhồi nhét đi. Cố lên nào, cố lên, cố lên. 2000 years later. Các bạn ạ, tình hình là cả trường đã về nhưng mình vẫn ở đây. Vì mình vừa chật vật với môn hóa. Giờ não mình nó lắc lắc ấy. Không được nghĩ đến điều gì nữa. Có một em cứ nhìn mình các bạn ạ. Chúng mình bình thường mà. Sao em cứ nhìn mình? Với quả thời tiết giết chết con người như thế này thì chúng ta sẽ cùng đến với một hướng dẫn cách chống nắng nha. Ây dầu, bước đầu tiên đó là khẩu trang, đặc biệt là những người có tình trạng da như mình. Việc đi trời nắng mà không có khẩu trang thật sự là một việc làm tự hủy. Tiếp theo là cái quấn chân, bởi vì chúng mình mặc váy ấy, nên phải quấn nó vào. Và cuối cùng là áo chống nắng. Mình thích cái áo này bởi vì nó có cái chỗ để mình thò hai ngón tay cái ra ấy. Vậy thôi đó. Ngoài ra thì vì mình lười mặc kiểu bình thường ấy nên là mình khoác cái này cho nhanh. Hey. Ok, về thôi nào. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Xin chào các bạn, hôm nay là thứ tư, còn 3 ngày nữa trước khi ra trường. Sáng nay thì mình có lịch tập văn nghệ cho buổi prom sắp tới. Các bạn có thể nhìn thấy mình trong gương nè. Boop, hello. Có vẻ như cậu bạn của mình không chờ được thêm 3 hôm nữa để bắt đầu nghỉ hè mà nhuộm tóc nên là yep. Xong rồi đến lúc gần thi thì bạn ấy phải nhuộm lại một màu khác tối hơn. Không hiểu nổi nữa. Gọi là liên tập văn nghệ nghe cho nó bận bịu một tí chứ. Tập được 15 phút thì chúng mình phải nghỉ ngơi 30 phút đi. Các bạn ấy đang rủ mình đặt bánh tráng về ăn nè. Có thực mới vực được đạo. Bóp. Anh nhìn lưu đi nhìn tôi khởi động. Phải công nhận là mình không thể hiểu nổi những trò chơi hành xác của bọn con trai các bạn ạ. Và hôm nay là thứ năm, còn 2 ngày nữa trước khi chúng mình phải rời ghế nhà trường. Trời ơi, nghe buồn quá đi. Mình đang ở trên chỗ để xe á, nên là cái ánh sáng không được tốt cho lắm. Trong video nó cứ vỡ vỡ nhỉ. Nhưng mà không thể mong chờ được điều gì hơn vào camera của iPhone 6 đúng không nào? Chúng mình cùng lên lớp thôi. Go go. Vừa vào tới lớp thì đã thấy chồng báo ở ngay trên bàn. Đây sẽ là số báo cuối cùng của trường mà mình được có. Trông cái bìa vẽ cưng ha. Là tiết gì? DVD lại quay vlog rồi. Nhưng mà là tiết gì? Thế chú ạ. Quay vlog. DVD quay vlog rồi. Không việc gì vẫn phải tôi chứ. Còn 2 ngày nữa trước khi ra trường, nhưng cũng là 1 tháng rưỡi trước khi thi tốt nghiệp. Nên là hôm nay chúng mình xuống phòng máy để check lại thông tin các thứ á. À đó chỉ là về mặt lý thuyết thôi. Còn thực tế thì các bạn lớp mình ngồi bắn nhau nha. Đang ngồi chơi thì bọn mình được gọi xuống sân trường để tổng duyệt lại lần cuối cho tiết mục văn nghệ hôm prom nè. Rồi, mình ngứa mũi các bạn. Quên chưa kể với mọi người thì hôm nay là ngày đi học cuối cùng của bọn mình rồi. Bởi vì sao? Ngày mai bọn mình sẽ được nghỉ để trường chuẩn bị cho lễ bế giảng vào ngày mốt á. Nên ok, bắt đầu vào âm nhạc nào. Go.
tạm biệt nơi đây, tiếc nuối bao ngày thơ của một thời, ngày mới tới lớp xa lạ không quen thuộc, lòng quên mới thấy vui. Ngày tháng trôi qua không tìm đến, qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay, một thời hôn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ, hãy lưu lại sâu trong trái tim mình. Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cánh vương hồng còn vương nơi này, tạm biết từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều.